bạn dành bao nhiêu thời gian một ngày để lướt điện thoại mà không rõ mục đích. Nếu chỉ với 2 tiếng một ngày, bạn có thêm 10 triệu một tháng. Bạn có tin hay không? Không có chuyện gì là đơn giản như vậy đúng không ạ? Tuy nhiên, kinh doanh cùng với Robby là đơn giản như vậy đó. Kinh doanh cùng với Robby thì bạn chỉ cần tập trung vào tư vấn sản phẩm cho khách hàng. Không cần phải vất vả đi tìm kiếm nguồn hàng, không chịu rủi ro về tồn kho, vốn nhập hàng, cũng như là không cần phải đóng gói hay là vận chuyển. Robby còn hỗ trợ các khóa học cho những đối tác chưa có kinh nghiệm nhưng vẫn muốn thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Giúp ngay cơ hội kinh doanh cùng Robby.